Hai trận đấu bước vào mùa giải mới, cầu thủ người Nhật Bản đã có một pha solo đỉnh cao và hai đường kiến tạo để bổ sung thành tích của mình tại Brighton mùa này. Trong trận đấu với Wolves, Maitomer chỉ mất 8 giây sau khi nhận bóng từ Estupinan để tạo nên một pha solo qua ba cái bóng áo vàng của Wolves trước khi hạ gục thủ thành Jose Sá ở pha đối mặt. Đó là một pha dẫn bóng từ giữa sân và Maitomer đã hoàn thành quá xuất sắc pha độc diễn của mình. Ở trận đấu trước đó với Luton Town, số 22 của Brighton để lại dấu giày của mình trong bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 của Solly Mark. Và chỉ một tuần sau đó, bằng nỗ lực solo của mình ở đầu hiệp 2, Maitomer lại có một đường truyền rất tốt cho Estupinan để nhân đôi cách biệt trong chiến thắng 4-1 trước Wolves. Giờ thì vẫn là quá sớm để đưa ra đánh giá hay kết luận gì Maitomer. Những bài test ở phía trước vẫn đang chờ đợi tài năng người Nhật và Brighton. Nhưng với hai màn trình diễn gần nhất thì Maitomer lại càng cho thấy anh đang dần dần trở thành cầu thủ đóng vai trò hàng đầu trong chiến thuật của The ZB. Tháng trước, thời điểm Manchester City của Pep Guardiola thi đấu trận giao hữu với Yokohama, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã được hỏi về cầu thủ châu Á nào mà hiện giờ ông ấn tượng nhất. Và Pep đã chọn cái tên Maitomer để đưa vào câu trả lời của mình. Maitomer là một cầu thủ phi thường. Cậu ấy đang ở đúng nơi để phát triển và được thi đấu dưới trướng của một huấn luyện viên tài ba. Mùa giải trước của Maitomer thực sự rất đáng kinh ngạc. Nhưng để ngược lại câu chuyện từ J-League tới Premier League thì chúng ta sẽ cần trở lại thời điểm Maitomer còn đang trong hợp đồng với Kawasaki Frontale. Cách đây 2 năm, Maitomer đã được Brighton chiêu mộ với giá 3 triệu bảng và trong thời gian thi đấu dưới thời Graham Potter, cầu thủ người Nhật Bản chỉ có vỏn vẹn 54 phút thi đấu sau 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Và sự bùng nổ của Maitomer phải đến tháng 11 năm ngoái mới được bộc phát. Một đường kiến tạo và một bàn thắng trong hai trận đấu liên tiếp với Chelsea và Brighton đã khiến huấn luyện viên The ZB phải thực sự để ý tới tài năng người Nhật Bản trong quãng thời gian còn lại của mùa giải. Chuỗi ngày sau đó của Maitomer tại Brighton có thể nói là quá bay bổng khi anh có được 8 kiến tạo và 11 bàn thắng sau 35 lần ra sân. Chứng kiến Nelson Semedo của Wolves bị Maitomer quần cho mệt lử suốt cả trận và bàn thắng gỡ hòa 2-2 vào lưới Wolves, ông The ZB đã phải đưa ra nhận xét thế này về khả năng một chọi một hay tấn công vào khoảng trống, có lẽ Maitomer là cầu thủ hàng đầu. Ở cuối mùa giải năm ngoái, phong độ của Maitomer có phần giảm sút, nhưng điều này có thể hiểu được khi xét đến những ảnh hưởng về cả thể chất lẫn tinh thần khi phải thi đấu ở môi trường bóng đá Anh. Đặc biệt là khi cầu thủ người Nhật Bản còn phải căng sức cùng đội tuyển quốc gia ở kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Nhưng Maitomer sẽ còn phải căng mình ra nhiều mặt trận hơn bởi Brighton sẽ dự Europa League ở mùa giải này. Điều đó đồng nghĩa với việc Brighton sẽ phải thi đấu tối thiểu 40 trận mùa và còn nhiều hơn mức đó nếu Brighton lọt sâu vào các giải đấu cup. Với đội tuyển quốc gia, Maitomer nhiều khả năng cũng phải trở về để hội quân cùng Nhật Bản để thi đấu giao hữu với Đức và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9 rồi tiếp tục đá thêm 2 trận nữa với Canada và Tunisia để chuẩn bị cho hai vòng loại của World Cup sẽ diễn ra vào tháng 11. Và nếu Nhật Bản triệu tập Maitomer cho đợt Asian Cup vào tháng 1 năm sau, Brighton nhiều khả năng còn phải đối mặt với việc thiếu đi anh trong đội hình trong một thời gian tương đối dài. Tuy vậy, để chuẩn bị sẵn cho những trường hợp tệ nhất, huấn luyện viên The ZB cũng đã có những sự bổ sung cần thiết cho hàng công bằng hai cái tên Joao Pedro và Adinra. Đây sẽ là những phương án để giảm tải bớt việc phải căng sức ra quá nhiều mặt trận của các cầu thủ chủ chốt. Thời điểm hiện tại, The ZB vẫn mong muốn Maitomer có thể cải thiện khả năng cầm bóng và có những pha xử lý chính xác hơn ở 1/3 cuối sân. Bởi khi đã hoàn thiện được hai kỹ năng kể trên, cầu thủ người Nhật Bản sẽ là một cầu thủ rất đáng sợ với mọi hàng thủ.